Anh về rồi hả? Về rồi anh có coi em làm phẫu thuật không? Được bao nhiêu điểm đây? Đúng lúc anh về kịp, thấy em đang giúp bệnh nhân loại bỏ huyết khối. 100 điểm. Sắp tới anh phải nghỉ hưu rồi, khoa ngoại thần kinh phải nhờ vào em. Vậy thì không được. Nếu anh không ở đây thì lúc em làm phẫu thuật xong anh sẽ chấm điểm cho em. Cần gì anh cho điểm, em là đệ tử của anh mà, chắc chắn anh sẽ chấm em 100 điểm. Đệ tử thôi sao? Đồng nghiệp nữa. Đồng nghiệp thôi sao? Quỷ viên trong hội, quỷ viên phương án nữa.